chiều tối ngày 27 tháng 9, tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ngập úng, nước lớn do ảnh hưởng của triều cường. Nhiều đoạn có mực nước ngập lên đến 30 đến 40cm. Theo ghi nhận, nước từ kênh Tẻ dâng cao khiến đường Trần Xuân Soạn bị ngập. Đoạn đường dưới chân cầu Tân Thuận cũng ngập nặng. Khoảng 16 giờ cùng ngày, cơn mưa lớn kéo dài ở khu vực kết hợp với triều cường khiến tình trạng ngập úng ở khu vực này ngày càng trở nên nghiêm trọng, việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Trong khi đó, áp lực nước từ các xe tải, xe container di chuyển khiến người đi xe máy càng trở nên chật vật. Đến hơn 17 giờ, lượng phương tiện đổ về khu vực tăng cao, gây tình trạng ùn tắc cục bộ. Theo người dân, việc triều cường dâng cao đã được dự báo trước, nên từ trưa cùng ngày, nhiều hộ dân đã che chắn trước cửa để tránh nước tràn vào nhà. Trước đó, theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm nay, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa diện rộng, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Dự báo, đỉnh triều đợt này xuất hiện từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 9. Cụ thể, tại trạm Phú An, Nhà Bè, ở mức 1,55 đến 1,60m, sấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3, khoảng 0,05m. Tại trạm Thủ Dầu Một, ở mức 1,65 đến 1,70m, cao hơn báo động 3 từ 0,05 đến 0,1m. Tại trạm Biên Hòa ở mức 1,85 đến 1,90m, cao hơn báo động 1 từ 0,05 đến 0,1m.